Dạ đúng rồi ạ. Và bây giờ em cũng hướng dẫn một cái ạ. Sau mỗi ngày buổi sáng thức dậy thì mình sẽ có ba trạng thái: ngáy ngủ, khô khó và áp lực. Ngáy ngủ là tại vì mình ngáy ngủ đúng chị, và khô khó là mình thấy là mình quá áp lực trong một công việc của mình. Và đây là ba trạng thái ưu tiên chị hỗ trợ cho mình một trong ba trạng thái này nha chị. Rồi, trạng thái là ngáy ngủ, sản phẩm chủ đạo là Nescafe 3-1. Và trước khi bắt đầu em sẽ hướng dẫn một tí chị ha. Khi mà chị ấn bắt đầu các sản phẩm của Nestlé sẽ từ mọi người rơi xuống, mình sẽ sử dụng công nghệ MyO và hướng các sản phẩm rơi xuống. Dạ rồi, riêng sản phẩm Nescafe sẽ được cộng 2 điểm chị nha, còn tất cả các sản phẩm còn lại sẽ được cộng 1 điểm ạ. Trong và dạ đúng rồi, di chuyển cánh tay qua trái qua phải để lấy các sản phẩm rơi xuống màn hình ha. Khi nào mà này chứng minh điểm này rồi á, trong vòng 30 giây thì chị sẽ trở thành người chiến thắng. Chị nhớ nha, riêng sản phẩm đá trở thêm sẽ được cộng 2 điểm, còn tất cả sản phẩm còn lại chỉ được cộng 1 điểm hả. Rồi, cố lên chị ơi, chỉ còn vài giây nữa thôi hả. Không biết là có lật kỷ lục đây không. Rồi, chúc mừng chị, chị đã chiến thắng. Dạ, em chúc mừng chị. Và trước khi mà mình em tặng quà cho chị, em mời chị bước lên đây ấn nút cam kết tham gia cùng đến đây 7 buổi sáng nha chị. Dạ rồi, chúc mừng chị ạ. Và bây giờ em gửi tờ giấy thông tin cho mình để mình nhận quà chị ha.